Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Căn nhà này mình có thể mua về mở văn phòng công ty, mở văn phòng đại diện, mở quán cà phê, buôn bán đa ngành nghề. Đây là mặt tiền đường, con đường DT743 thông từ quốc lộ 1K thông sang ngã ba Tân Vạn đi quận 9 và Thủ Đức, rất là gần. Căn nhà này gần với làng Đại học Thủ Đức, gần với khu làng Đại học giữa quận 9, Dĩ An và Thủ Đức, ba nơi nhé. Từ đây di chuyển ra quốc lộ 1K chỉ 100m thôi này. Di chuyển đi cầu vượt Linh Xuân hết tầm khoảng 2 km. Phía trước mình đây là con đường quốc lộ 1K nhé. Đây là đường DT743 rất là rộng rãi này. Mình có thể mua về ở mở văn phòng công ty. Và đây là mặt tiền căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Mặt tiền là mái thái hình chữ A, nhà đang bật điện đấy nhá. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m, chiều dài là 18m, tổng diện tích là 90m2, thổ cư hết. Nhà này được chủ nhà đúc một trệt 3 lầu, đúc 4 tấm. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A, ban công vuông và các lan can được chủ nhà làm nhôm đúc. Nhôm đúc này chủ nhà đã đặt rồi, còn mấy ngày nữa là sẽ ráp thôi nhá. Vị trí kinh doanh buôn bán mở văn phòng công ty rất là tốt, xe cộ lưu thông tấp nập nhá. Từ vị trí này quý vị di chuyển đi Linh Xuân Thủ Đức hết tầm khoảng gần 2 cây thôi, cách với siêu thị Go, siêu thị Bixi tầm khoảng 1 km. Di chuyển đi sân bay Tân Sơn Nhất là rất là tiện nhá. Thẳng quốc lộ 1K này mình chạy đi Phạm Văn Đồng, đi sân bay Tân Sơn Nhất rất là gần. Từ vị trí này mình di chuyển đi trung tâm Sài Gòn như là quận Nhất hết tầm khoảng 15 km thôi. Quý chị có nhu cầu mua nhà ở khu vực Dĩ An, Bình Dương gần với Thủ Đức, hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Bây giờ mời quý vị mình sang tham quan trực tiếp căn nhà mình. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Ngang 5, sâu 18, hướng chính nam, cách quốc lộ 1K chỉ tầm 100m thôi, gần với làng Đại học Thủ Đức, gần với Linh Xuân Thủ Đức. Căn nhà được chủ nhà thiết kế theo dạng view kinh doanh buôn bán mở văn phòng công ty, không gian mở nhé. Ngoài đây chủ nhà thiết kế hai lớp cửa, ở đây có một lớp cửa cuốn đức, phía trong có một lớp cửa kiếng, cửa kiếng và nhôm đúc đã được chủ nhà đặt rồi, mấy hôm nữa sẽ đưa về ráp nhé. Hiện tại thì xong xuôi hết rồi, chỉ còn thiếu phần lan can bằng nhôm đúc cũng như là cửa trước một lớp cửa nhôm nữa là sẽ đủ thôi. Ngoài đây mình có ga xe hơi này. Ở đây mình để view kinh doanh buôn bán, hoặc mình có thể để xe hơi ở đây. Khoảng trống hai bên cánh gà được chủ nhà làm hai bức tranh rất là lớn, phía trên có trần trí thạch cao, hệ thống quạt trần cũng như đèn led, đèn trang trí ở đây. Trí rất là đẹp nha. Sàn này được chủ nhà lót gạch bóng kiếng giả đá khổ 80, rất là đẹp. Nhà làm đá vằn này. Come and fly away with me. Come and fly away.
Trong đây là không gian phòng khách, không gian mở, mình làm view bán hàng nha. Phía trên có hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led ở trên đây. Hai bên hông của căn nhà được chủ nhà trang trí những bức tranh, bức tranh rất là đẹp. Vách ở đây được chủ nhà ốp gạch cao tầm khoảng 1m2. Nội thất nhà này được chủ nhà trang trí rất là đẹp nha. Nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Đây, quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để xem trực tiếp căn nhà này, hoặc quý vị có nhu cầu xem tham khảo hãy alo cho em nhé. Ở đây có hòn Nam Bộ mini ở đây nhé. Đây chỉ là tầng trệt view kinh doanh buôn bán thôi. Đây có các tủ rượu kệ để trang trí ở đây. Và phía cuối căn nhà có phòng vệ sinh. Ở đây có phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh ở tầng trệt nhé. Ở đây mình có view kê máy giặt phơi đồ ở ngoài đây. Kê máy giặt phơi đồ ở đây nhé. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Nhà này có thêm một phòng khách ở trên. Như đây. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan khu vực ở trên nhé. Đá được chủ nhà làm đá vằn rất là đẹp này. Di chuyển lên lầu này. Lầu này chủ nhà để bếp ở trên, để không gian ở dưới để mình kinh doanh buôn bán nhé. Ở đây thì mình có chỗ kê bàn ghế ăn 4 ghế đến 6 ghế. Chỗ này còn đang thiếu một lan can nhôm đúc, chủ nhà đã đặt rồi, chỉ còn mấy hôm nữa là đưa về gắn ở đây thôi. Ở đây có một lan can nhôm đúc nhé. Ở đây là dàn tủ bếp, được chủ nhà làm tủ sồi trên và dưới rất là đẹp. Trên đây có quạt trần thoáng mát ngay ở không gian khu bếp nấu ăn nhà mình. Mặt bếp được chủ nhà làm đá vằn luôn này. Ở đây có phòng vệ sinh ở dưới căn nhà. Phòng vệ sinh ở tầng lửng này nha. Gần bếp này. Đây có chậu rửa mặt xinh xắn ở đây. Và đây có tủ rượu này. Đây có tủ rượu rất là đẹp nha. Bên đây mình có thể làm phòng ngủ hoặc làm phòng karaoke hoặc làm phòng khách thứ hai ở đây. Phía trên này. Phía trên hệ thống trần trí thạch cao của tầng 1 này. Phía trước là lan can. Ở đây mình có lan can nhôm đúc nhé. Chủ nhà đã đặt rồi, chỉ mấy hôm nữa là gắn thôi. Bây giờ cùng em di chuyển lên lầu trên để mình tham quan các phòng ngủ cũng như phòng thờ và ban công phía trước ở trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà mình đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Quý vị nếu thấy căn nhà này đẹp thì hãy tặng cho mình xin một like để mình có động lực review nhiều căn nhà có mức giá khác nhau cho quý vị mình xem. Nhà ở Bình Dương giá 3-4-5 tỷ, rất là nhiều, quý vị có thể tham quan trên kênh YouTube của mình. Phòng ngủ trên đây này, sàn ở chủ nhà lót ra gạch bóng kiếng giả đá rất là đẹp nha, giả gỗ. Trong đây có phòng vệ sinh riêng, có tủ áo âm tường ở trong đây, dàn tủ áo 4 cánh nhé. Và bên đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này. Nội thất rất là cao cấp.
tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn nhé quý vị. Đây, bên đây cũng có dàn tủ áo 4 cánh này. Một căn nhà rất là đẹp nha. Bây giờ mình cùng di chuyển lên lầu trên. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này nằm kế bên con đường quốc lộ 1K thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà này thuộc mặt tiền đường của đường DT743 thông từ ngã ba Bình Thông đi lên cầu vượt Linh Xuân, từ quốc lộ 1K đi ngã ba Tân Vạn. Nhà này cách với siêu thị Sgo, siêu thị Bixi tầm khoảng hơn 1 km thôi, cách với cầu vượt Linh Xuân tầm hơn 2 km. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với em Sơn để đi xem trực tiếp nhé. Tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 8 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị ở khu vực này thì sẽ nắm được cái mức giá của những căn nhà mặt tiền đường tại Dĩ An, Bình Dương như thế này. Quý vị không có nhu cầu mua thì có thể xem tham khảo. Có nhiều mức giá khác nhau, giá là trực tiếp chủ nhà đưa ra. Bên em chỉ là bên đơn vị môi giới báo giá lại cho quý vị thôi. Giá cả thương lượng trực tiếp với chủ nhà nhé. Nhiều quý vị không ở khu vực này thì không hiểu được giá ở khu vực này thì có thể tham khảo nhiều căn nhà trên kênh của em. Phía trước là ban công này, vừa rồi quý vị xem phòng thờ nhé. Ban công phía trước rộng rãi này. Ở đây còn một lan can bằng nhôm đúc nữa, chủ nhà đã đặt rồi. Mấy hôm nữa là gắn. Đây là con đường phía trước này. Đường phía trước rất là rộng nha. Mình có thể mở văn phòng công ty kinh doanh buôn bán sầm uất ở đây. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.